Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Nhữ Thị Minh Nguyệt. Đồng chí Nhữ Thị Minh Nguyệt là nữ thiếu tướng của Công an Nhân dân Việt Nam. Đồng chí hiện giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường Bộ Công an Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam. Đồng chí Nhữ Thị Minh Nguyệt có quê quán tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tháng 5 năm 2012, đồng chí là trưởng ban công tác phụ nữ của Tổng cục Phòng chống tội phạm. Sau đó thì lần lượt bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát C43, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổng cục 6 Bộ Công an. Tháng 12 năm 2015 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017, đồng chí giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam. Tháng 10 năm 2017, đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Đồng chí là người phụ nữ thứ tư trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam được phong quân hàm Thiếu tướng. Sau đó là đồng chí Bùi Tuyết Minh, Trần Thị Ngọc Đẹp và Hoàng Thị Thủy. Từ ngày 25 tháng 10 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, đồng chí Nhữ Thị Minh Nguyệt là Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Cục trưởng Cục Cảnh sát, Cục Chính trị Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam. Tháng 9 năm 2018, đồng chí được phân công sang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường. Về lịch sử phong quân hàm: Đại tá Công an Nhân dân Việt Nam tháng 8 năm 2012, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam tháng 10 năm 2017. Về gia đình: đồng chí có chồng là Thiếu tướng Công an Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an Việt Nam, hiện gia đình sống ở Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.